Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Hoa Lư phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ninh Giang vừa tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình nạn nhân da cam. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam. Bà Bùi Thị Tị, năm nay 69 tuổi, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân không có chồng, không có con, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm hỗ trợ của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện, cấp ủy, chính quyền xã Ninh Giang cùng với sự giúp đỡ của các đoàn thể cơ sở, anh em trong gia đình, bà con trong xóm, sau thời gian hơn 3 tháng đã xây dựng được ngôi nhà khang trang với tổng diện tích sử dụng là 32m², tổng kinh phí xây dựng là hơn 200 triệu đồng, trong đó Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là ngôi nhà thứ hai trong năm nay Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện vận động hỗ trợ cho hội viên, qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đến công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp các nạn nhân chất độc da cam dioxin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.